Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại tình hình dịch bệnh Covid đang vô cùng phức tạp thì hôm nay mình có đi qua cầu Thịnh Long. Đấy, mình sẽ xin phép được làm một video về cầu Thịnh Long sau một năm đưa vào sử dụng đã mang lại những sự thay đổi như thế nào ở hai bên đầu cầu nhá. Đấy, mình sẽ quay về các góc cạnh của cầu Thịnh Long và các về hai bên đầu cầu đã thay đổi như thế nào sau một năm cây cầu Thịnh Long với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng sau một năm nó sẽ đem lại sự phát triển như thế nào ở hai bên đầu cầu nhé. Mọi người hãy theo dõi video của mình để thấy những sự thay đổi nhé. Mọi người đừng quên hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé, để mình có thể là động lực để làm ra những video về nét đẹp quê hương Hải Hậu, Nam Định mình đã thay đổi những năm nay như thế nào. Các bạn ở xa quê và đặc biệt là tình hình dịch bệnh các bạn cũng không về được quê thì hãy comment hoặc bình luận hoặc là gửi tin nhắn cho mình để làm với những video các bạn mong muốn được theo dõi quê mình ở mọi nơi như thế nào, ví dụ như chợ này, trường học hay là những nét đẹp ở biển hay là về bất cứ một xã nào nhá, thì hãy nhắn tin cho mình nhá, thì mình sẽ bớt chút thời gian để đi quay lại những video đó để các bạn xa quê không thể về thăm quê được, và đặc biệt dịch bệnh thì các bạn cũng không thể di chuyển về để thấy nhá. Đấy, hiện tại mình đang có các dự định về làm về mùa đang chuẩn bị đến mùa hoa phượng rồi. Đấy, để tới có năng mình sẽ làm một video về hoa phượng này hoặc là cánh đồng đã bắt đầu vào mùa trổ đồng rồi, cũng đang rất đẹp. Mọi người hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi những video đó tiếp theo của mình nhá. Vâng, hiện tại thì bây giờ mình sẽ làm một video về cầu Thịnh Long, một cây cầu có thể nói là rất lớn ở huyện Hải Hậu cũng như tỉnh Nam Định nha, có giá trị 1.200 tỷ đồng. Em có về Nam Định với anh không? Đất thành Nam, trai tài gái đảm. Về cầu voi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi đây chất lượng cây tơ. Em có về Nam Định với anh không? Có bờ đê thanh thới ta hò hẹn, câu yêu đương chỗ này là trọn vẹn. Để ai xa cũng sẽ nhớ về đê, đọng phút ân tình sao động một miền quê. Về đi em, về với quê anh, nước mía bia hơi rồi loanh quanh ta đi dạo. Về bên anh không cần lo tiền gạo, em làm dâu Nam Định chẳng phải dạng vừa đâu. Nói tục hết dăm câu nhưng vẫn bao tình nghĩa, dòng phù sa nước về tiếng nói ngọng thế thôi. Nhưng đã rồi yêu em là xinh luôn bầy bé, không xin em cứ về Nam Định với anh xem, không thương anh em cũng cứ về Nam Định mà chơi. Đất thành Nam, trai tài gái đảm. Về cầu voi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi đây chất lượng cây tơ. Em có về Nam Định với anh không? Có bờ đê thanh thới ta hò hẹn, câu yêu đương chỗ này là trọn vẹn. Để ai xa cũng sẽ nhớ về bật. Em có về Nam Định với anh không? Đất thành Nam, trai tài gái đảm.
về cầu voi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi đây chất lượng cây tơ. Em có về Nam Định với anh không? Có bờ đê thanh thới ta hò hẹn, câu yêu đương chỗ này là trọn vẹn, để ai xa cũng sẽ nhớ về đê. Đọng phút ân tình sao động một miền quê. Về đi em, về với quê anh, nước mía kia hơi rồi loanh quanh ta đi dạo. Về bên anh không cần lo tiền gạo, em làm dâu Nam Định chẳng phải dạng vừa đâu. Nói tục hết dòng câu nhưng vẫn bao tình nghĩa, dòng phù xa nước về tiếng nói ngọng thế thôi. Nhưng đã rồi yêu em na xinh luôn bày bé, không xin em cứ về Nam Định với anh xem, không thương anh em cũng cứ về Nam Định mà chơi. Có về Nam Định với anh không? Đất thành Nam trai tài gái đảm, về cầu voi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi đây chất lượng cây tơ. Em có về Nam Định với anh không? Có bờ đê thanh thới ta hò hẹn, câu yêu đương chỗ này là trọn vẹn. Hãy subscribe để ủng hộ